Đinh hương trị viêm loét dạ dày. Đinh hương còn gọi là công đinh hương, hùng tử hương, đinh tử. Theo đông y, đinh hương có tác dụng on tỳ vị, trị các chứng quảng phúc, lạnh thống, đau bụng do lạnh, ẩu thổ, nôn mửa, ách nghịch, nấc. Trị chàm lửa, dùng đinh hương cho vào 100ml cồn 750, ngâm 48 giờ, bỏ sáp, mỗi ngày bôi vào vùng chàm lửa 3 lần. Trị non, nấc cục, trẻ em ở sữa. Đinh hương 3g, sa nhân 5g, bạch trạch 10g, tán bột mịn mỗi lần uống 2-4g, ngày 2-3 lần với nước ấm. Trị đau do loét dạ dày trá tàn, thể hư hàn. Đinh hương 30g, bột lòng cốt 300g, mẫu lệ 300g, bột mì 120g. Tất cả tán bột mịn trộn đều, gói thành bao 6g mỗi bao. Mỗi lần uống 1 bao, ngày uống 2-3 lần với nước ấm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đang mùa mít, ai mắc một trong bốn bệnh sau có thèm đến mấy cũng tuyệt đối dừng ăn, kẻo mang họa. Ăn mít thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh ung thư, duy trì vẻ đẹp cho làn da. Tuy mít ngon, bảo dưỡng, nhưng có những người ăn mít lại thêm bệnh, thậm chí làm bệnh nặng hơn. Theo nghiên cứu, mít giàu dưỡng chất và nhiều vitamin. Tuy nhiên, loại quả này chứa nhiều đường và không tốt cho gan. Chưa kể, mít rất dễ gây nóng trong. Vì thế, lời khuyên cho những người bị gan nhiễm mỡ là không nên ăn mít thường xuyên, thậm chí nên nói không với mít. Suy thận mãn tính. Với những bệnh nhân bị suy thận mãn tính, nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít. Do khi bị suy thận, kali bị ứ động lại dẫn đến tăng kali máu. Nếu quá nhiều, sẽ dẫn đến tử vong do ngừng tim mà không có dấu hiệu báo trước nào. Tiểu đường. Người bệnh tiểu đường cần phải ăn uống theo một chế độ ăn kiêng chất đường. Trong khi đó, mít có chứa rất nhiều đường fructose và đường glucose. Khi ăn vào được cơ thể hấp thụ ngay, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng. Bệnh mãn tính. Lời khuyên cho những người mắc các bệnh mãn tính. Tốt nhất chỉ nên xem mít là một món ăn thưởng thức cho vui miệng. Chứ nên thường xuyên ăn loại quả này. Khi ăn mít, xoài cần làm sạch nhựa, nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối. Với trẻ em và người cao tuổi, nên cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tin vui, tế bào ung thư bị tiêu diệt trong vòng 42 ngày bằng ly nước ép đã thành công ngoài mong đợi. Cả thế giới đang mở tiệc để ăn mừng. Judubert đã dành cả cuộc đời để tìm cách chữa bệnh ung thư và cuối cùng, vị nhân sĩ người Áo này đã thành công. Biện pháp của Judubert nằm ở chế độ ăn hàng ngày, chỉ với một ly nước ép hỗn hợp dễ làm. Ông đã giúp hơn 45.000 người bị ung thư và các bệnh nan y khác điều trị bệnh hiệu quả. Sau đây là cách tiêu diệt triệt để tế bào ung thư chỉ trong 42 ngày mà thuốc dân gian hay tổng hợp lại. Chuẩn bị: củ cải đường hay còn gọi là củ dền 550g tương đương với 55%, cà rốt 200g tương đương với 20%, càng tây 200g tương đương với 20%, khoai tây 3g tương đương với 3%, củ cải trắng 2g tương đương với 2%. Thực hiện: gọt vỏ, rửa sạch và cho vào máy xay sinh tố. Cho đến khi tất cả đã được xay nhuyễn thành một hỗn hợp đồng nhất thì đổ ra ly và thưởng thức. Uống hết một đợt thì tiếp tục làm một đợt khác. Hiệu quả thu được: ly nước trái cây đặc biệt này sẽ tăng cường hệ miễn dịch, làm sạch máu và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Điều quan trọng nhất hơn cả là nó đã được chứng minh có hiệu quả cực cao trong cuộc chiến chống lại các tế bào ung thư. Chế độ chỉ uống hỗn hợp 5 thành phần trên liên tục trong 42 ngày sẽ khiến các tế bào ung thư chết đói, trong khi sức khỏe tổng thể của bạn lại được cải thiện triệt để. Ghi chú:
Nguyên liệu sử dụng phải là rau quả hữu cơ, không nhiễm hóa chất. Nhớ không lạm dụng nó như mức tiêu thụ của các loại nước trái cây, chỉ uống nhiều như cơ thể đòi hỏi. Lợi ích của củ cải đường hiếm người biết là gì? Củ cải đường dồi dào chất chống oxy hóa C, B1, B2, vitamin B6, axit folic, bentozoic và các khoáng chất như kali, phospho, magie, canxi, natri, sắt, kẽm. Màu đỏ trong củ cải đường hay củ dền đến từ chất beta-cyanin. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh củ dền được coi là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất và cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị chống lại bệnh bạch cầu, ung thư. Bởi củ cải đường chứa nhiều ở betaine là loại axit amin có tính chất chống ung thư mạnh. Nhiều nhà nghiên cứu xác nhận rằng betaine khi hấp thụ vào cơ thể sẽ phá hủy các tế bào như khối u. Thêm vào đó, nó còn là một chất chống viêm và chống oxy hóa cực mạnh. Đối với người khỏe mạnh, tiêu thụ của dền sẽ tăng cường chức năng của gan và túi mật, ngăn ngừa táo bón, chữa chứng đau đầu, đau răng, kiết lỵ và những vấn đề về xương khớp, da dẻ, kinh nguyệt. Đặc biệt, củ cải đường cực kỳ có lợi cho phụ nữ mang thai vì nó chứa hàm lượng axit folic. Quả thật của dền là một cây thuốc không thể thiếu trong mọi chế độ ăn uống, tốt cho sức khỏe hay điều trị bệnh tật. Chúc bạn và gia đình sống khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sùng bái mù quáng cây mật gấu, hàng trăm người trả giá đắt, nguy cơ tai biến và tàn phế suốt đời. Sự sùng bái cây thuốc mà mình chẳng biết tác dụng của nó đến đâu khiến nhiều người trả giá đắt. Có người tự đưa mình vào chuỗi bi kịch, thậm chí có người bị tai biến nằm liệt một chỗ, chịu cảnh tàn phế suốt đời. Hiện nay, theo lời đồn thổi, rất nhiều người dân đã tự ý sử dụng cây mật gấu mà không thông qua kiểm chứng dẫn đến hậu quả khôn lường. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Phóng viên Đời Sống Plus đã có cuộc trao đổi với y sinh Tệ Tâm, trường trung cấp y dược Lê Hữu Trác về vấn đề này. Theo y sinh Tệ Tâm, trước khi sử dụng bất kỳ một vị thuốc nào, cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin về cây thuốc, nếu không muốn tự biến mình trở thành con mồi hoặc vật thí nghiệm miễn phí, nhất nhất phải đặt ra câu hỏi, nói có sách không, mách có chứng không. Cơn ác mộng mang tên cây mật gấu. Từ hơn một năm qua, cây mật gấu làm mưa làm gió khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ chốn thị thành đến các vùng nông thôn, đi đâu cũng thấy người ta trồng cây mật gấu. Người ta nói, người ta đồn, người ta rỉ tai, người ta chỉ bảo với nhau cây mật gấu hay lắm, tốt lắm, chữa được tiểu đường, huyết áp, ung thư các loại, tim mạch, xương khớp. Vì uống mật gấu cũng tiệt nọc. Nhưng hỏi bằng chứng y học nào nói cây mật gấu có những công dụng kể trên thì cả thảy đều lắc đầu, bảo nghe nói, nghe đồn, nghe mấy trang mạng nói vậy. Cây mật gấu bị thổi phồng công dụng, người bệnh dùng cây mật gấu đỡ bệnh nặng hơn. Nếu dùng dược liệu mà dễ dãi đến như vậy, thích thì dùng, ai chỉ gì dùng nấy. Dùng cây thuốc mà chẳng biết nó công dụng kỳ thực là gì, tác dụng phụ đến đâu, thì quả là dạ liều mạng. Điều ói am ở chỗ, nhiều người khi được cảnh báo điều này lại bỏ ngoài tai, thậm chí là bực tức. Y sinh Tệ Tâm cho biết, một bệnh nhân là chị Hồ Mờ, quê ở An Giang đã chia sẻ. Tôi coi trên mạng, thấy người ta nói cây mật gấu tốt lắm. Có người bị tiểu đường, cao huyết áp với nhức xương nhức khớp nhờ dùng cây mật gấu mà khỏe. Chưa hết đâu, có người bị ung thư phổi, ung thư gan cũng hết ung thư nhờ dùng cây mật gấu đó. Khi đó, anh Tệ Lâm vô cùng ngạc nhiên, có hỏi người bệnh là tài liệu y học nào nói cây mật gấu có thể chữa bệnh. Kể trên thì chị nói, chỉ nghe người ta đồn, nghe trên mạng nên biết vậy thôi. Bản thân chị Mờ cũng chưa thấy tận mắt trường hợp nào khỏi bệnh tiểu đường, huyết áp hay ung thư nhờ uống cây mật gấu. Y sinh Tệ Lâm tỏ rõ quan điểm rằng, cây mật gấu là sản phẩm của người thường kinh doanh dược liệu phi nhân tính và những trang mạng được điều hành bởi những kẻ không biết gì về kiến thức y học lại nhẫn tâm. Họ thổi phồng tác dụng của cây mật gấu, bịa đặt đủ điều để chơi trò bán buôn.
Bằng chứng là những điều họ nói về cây mặt gấu, chẳng có tài liệu y học nào đề cập, nhân chứng mơ hồ, nó không có xích, mắt chẳng có chứng. Nhiều bi kịch thê thảm. Trước khi nói sâu về tác dụng và cả tác dụng phụ của cây mặt gấu, y sinh Tệ Lâm cũng chia sẻ câu chuyện của một số nhân chứng sống là nạn nhân của cây này. Cạnh nhà anh có cụ Hồ Thị Lý, ngoài 70 tuổi, cán bộ hưu trí công an tỉnh Đồng Tháp. Cụ Lý bị nhiều chứng bệnh, trong đó có bệnh lý cao huyết áp. Nghe người ta tung hô cây mặt gấu như thần dược, cụ bứt máy lá nhai, vừa nuốt vô thì xài sẫm, đổ vật ra, may mà cô giúp việc kịp đỡ. Y sinh biết chuyện ghé thăm, khuyên cụ ngưng dùng cây mặt gấu. Bà coi trên báo, thấy người ta nói cây mặt gấu tốt lắm mà. Nhà báo còn nói, người ta phối hợp cây mặt gấu uống với nấm liềm xanh, bệnh ung thư nào cũng chữa dứt. Lúc này, y sinh có giải thích, nhân chứng thì mơ hồ. Ví như chúng ta nói anh Nguyễn Văn Mai ở Tri Toan, An Giang hết bệnh ung thư nhờ uống cây mặt gấu với nấm liềm xanh. Có trời mới biết, anh Mai kia ở Tri Toan là ai? Huyện Tri Toan mấy chục ngàn dân. Huyện Tri Toan mấy chục ngàn dân, bà biết tìm anh Mai kia ở thôn nào, xã nào? Cụ Lý chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của hội chứng dùng dược liệu theo lời đồn, mà cụ thể ở đây là cây mặt gấu. Cách đây hơn một tháng, theo chân các thành viên đoàn y bác sĩ Niềm Tin đến thăm khám và tặng quà cho bà con vùng lũ ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, lúc ghé thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2. Trong khi bác sĩ Thế Dũng khám bệnh cho bà con, Tuệ Lâm tiếp xúc với nhiều người mắc cùng lúc nhiều bệnh lý mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đau nhức xương khớp, thiếu máu não và phát hiện ra phần đông họ có dùng cây mặt gấu. Khi được hỏi thăm ai chỉ dùng, nhiều người vô tư, có đứa cháu đọc trên mạng thấy kêu dùng. Trò chuyện với nhiều người mới biết quanh vùng có rất nhiều người bị tai biến nằm liệt một chỗ mà trước đó có tiền sử dùng cây mặt gấu. Tác dụng thực của cây mặt gấu không như lời đồn. Cây mặt gấu là loại thảo dược khá mới mẻ đối với ngành y học cổ truyền, thế nên ít có tài liệu nào đề cập. Một số lương y đăng đàn trả lời cây mặt gấu mà không thông qua thực tế lâm sàng, chỉ dựa trên tài liệu của nước ngoài. Trả lời về tính dược của một số cây thuốc mà không có trải nghiệm thực tế gì, chỉ dựa vào tài liệu của nước ngoài, chắc gì công bố của nước ngoài đã chính xác. Các vị trên nào biết mình đã tiếp tay cho phường ác nhân khi tung hô thái quá để biến người bệnh vừa là con mồi, vừa là vật thí nghiệm của chúng. Cây mặt gấu có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, lương huyết tán ứ, khử trùng, thường dùng trị viêm gan, vàng da cấp tính, viêm túi mật cấp, viêm ruột, lị, đòn ngã tổn thương. Vậy đó, công dụng chính thống của cây mặt gấu chỉ như vậy thôi. Vậy mà người ta tung hô ầm ĩ, nào là thần dược chữa bách bệnh, bệnh gì uống vào cũng hết. Không bệnh uống vô phòng bệnh, giúp khỏe mạnh sống lâu, có một mà đòn gấp trăm gấp ngàn, miệng lưỡi của người đời và phường ất nhân khủng khiếp thiệt. Nhiều tác dụng phụ chết người. Lương y Đinh Công Bảy, tổng thư ký Hội Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh, khi được Tệ Lâm hỏi thăm về tác dụng phụ của cây mặt gấu đã nói ngay, đó là cây thuốc chữa bệnh, không thể tùy tiện dùng nếu không muốn bị trị mạch. Trị mạch có thể hiểu một cách dân dã là huyết mạch sẽ bị đảo loạn, khi tụt khi tăng, từ đó dẫn đến chứng tụt huyết áp hoặc tăng huyết áp. Cả hai đều dẫn đến mối hại bị tai biến, nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì liệt toàn thân. Thường cây thuốc có công dụng trị viêm, có tính kháng sinh. Cây mặt gấu trị viêm gan là có tính kháng sinh, đã là kháng sinh thì không được tự ý dùng. Không được dùng quá liều, không được dùng kéo dài, bằng không sẽ bị phá máu huyết, làm suy giảm hệ miễn dịch. Cơ thể sẽ hốc hác, đổ đà chứng bệnh mà không rõ nguyên do. Theo sinh y Tệ Tâm, hiện nay cây mặt gấu đang bị thổi phồng công dụng, có thay hiểm họa chết người. Trên đây là những gì cần nói về cây mặt gấu. Trước khi khép lại câu chuyện cây thuốc, cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin về cây thuốc, nếu không muốn tự biến mình trở thành con mồi hoặc vật thí nghiệm miễn phí, nhất nhất phải đặt ra câu hỏi, nói có xích không, mắt có chứng không. Cũng liên quan đến việc sử dụng cây mặt gấu trong điều trị bệnh ung thư, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Công Đắc, một trong số những bác sĩ đầu ngành về căn bệnh ung thư ở Việt Nam. Phó Giáo sư Đắc cho biết, hiện chưa có cơ sở khoa học nào có thể kết luận rằng cây mặt gấu có thể chữa khỏi ung thư. Bác sĩ Đắc cho biết, bệnh nhân ung thư tuyệt đối không bao giờ được phép lơ là,
điều trị bệnh theo đúng phác đồ của bác sĩ để rồi bỏ qua giai đoạn vàng trong điều trị bệnh. Nếu bệnh nhân tự ý làm thầy thuốc chữa bệnh cho mình, mù quáng sử dụng cây cỏ mà không có sự kiểm chứng là cực kỳ nguy hiểm.